Xin chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là mẫu xe Kia Morning số tự động, được sản xuất 2008. Số tự động, xe tự động nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, sản xuất 2008, được hoàng chủ ô tô đang chào bán với giá là 195 triệu đồng các bạn nhé, chưa tới 200 triệu, 195 triệu đồng. 2008 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc đang được chào bán tại Hoàng Chủ Auto với giá 195 triệu đồng. Các bạn có thể đến trực tiếp xem xe tại địa chỉ ở km 47 quốc lộ 10, Quang Trung, An Lão, Hải Phòng, chợ ô tô miền Bắc, hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại 0904 250500 để được tư vấn trực tiếp cụ thể hơn về mẫu xe này. Em hình ảnh em đang quay cho các bạn là tổng thể con xe. Các bác có thể nhìn thấy con xe mang biển số Hải Phòng 15A30983, màu sơn bạc. Các bác có thể nhìn rõ các đường gân. Xe form dáng vẫn còn rất là lét, không hề va chạm đâm đụng ngập nước nhé các bạn nhé, xe không hề đâm đụng ngập nước. Các bạn có thể nhìn thấy số xe nhập nó sẽ khác xe Việt. Bạn nhìn các cụm đèn, lòng trong của cái đèn này nó sẽ màu đen. Gương này tích hợp xi nhan trên gương này, bốn bánh na răng đúc, lốp này còn là 95%, dàn lốp trước 95%, dàn lốp sau cũng vậy bạn ạ, được 95%, còn rất mới. Bạn nhìn kỹ xem, không hề nói điều, 95%. Các tay cửa được mạ chrome, ốp mạ chrome, có vè mưa, gắn vè mưa, gắn đuôi gió, trông dáng rất là thể thao. Ốp hai đèn đít. Con xe này phong cách rất là thể thao, rất thích hợp đi lại ở trong thành phố đô thị. Số tự động lại rất thích hợp cho chị em. Trong nội thất xe thì lại được bộ ghế thì cải giữa màu đen và màu đỏ, trông con xe rất là sang trọng, rất là phong cách thể thao sport. Bạn nhìn xem ghế này đen đỏ này, đường led này, kể cả chỉ trên đèn màu đỏ rất là đẹp này, có tựa đầu đỏ chót, rất là phong cách. Hàng ghế sau, ghế rất là mới đẹp, chủ xe mới bọc lại, chủ xe đi rất là giữ gìn. Có thể nhìn táp bi, nhìn táp bi cửa, bạn có thể các nhìn các đường sân của nó vẫn còn rất là mới nguyên này, đường sân này. Nhìn thì mình thấy led này, gương kính chỉnh điện, các nút lên xuống của kính còn rất là mới, bạn có thể nhìn đang rất là mới luôn. Keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên, không mất một phân, bạn có thể nhìn thấy không? Các ốc khóa còn mới nguyên, bốn cạnh không hề vặn gì cả, sắc nét. Khóa, các khóa bản lề, rất là ngon.
thông số này, xe nhập khẩu Hàn Quốc này, 2008 này, các thông số còn nguyên này. Bạn có thể nhìn này, vô lăng này, vô lăng ba chấu còn rất là mới. Các tapi tablo vẫn rất là mới, đường sần rất là tuyệt vời. Bạn nhìn xem đây, bên cửa bên phụ đây, đường lên xuống kính vẫn còn cực kỳ mới này. Cần số này, chân lỷ nha, chân lỷ nguyên bản nha, được chủ xe rất là giữ, vẫn còn bọc ni lông, bọc ni lông này, các bạn nhìn này, bọc ni lông thế lên là rất là mới luôn. Ni lông đây, nhìn thấy không, ni lông à, sáng quăng, sáng quắc. Mình có nổ máy lên cho các bạn. Bạn nghe từ máy chưa, điều hòa này, điều hòa cực là mát, mình đang toát hết mồ hôi ở đây. Bốn cửa điều hòa rất là mát và rất là nhạy. Xe đi chuẩn 13 vạn bạn nhé, 2008 đi 13 vạn, xe đi rất ít. Mát lắm. Cho các bạn xem máy móc con xe này. Đây, bạn nhìn tổng thể của lắp và lắp cabo này rất là đều, đẹp sáng sủa. Máy lổ êm ro, các bạn nghe chưa, máy lổ êm ro. Máy móc rất là khô ráo, thoáng mát, được trang bị phanh ABS rất an toàn. Nghe tiếng lổ rất là êm, giòn tan, xe rất là khỏe nhá các bạn nhé, cực kỳ khỏe luôn. Dây Cura không hề kêu đấy, rất là êm, bạn nghe không, tiếng máy cực kỳ êm. Cốp xe này, các bạn nhìn phần cốp này, phần đít cốp chưa hề đâm đụng này. Đấy, chưa đâm đụng. Keo chỉ còn nguyên. Các cạnh sườn, các khóa, mình nhìn xem rất còn rất mới, rất là đẹp. Cốp rất là nhỏ nhưng rất sạch sẽ.
Lốp sơ cua. Các bạn thể nhìn thấy lốp sơ cua còn nguyên, mới tinh, trông như kiểu chưa hạ bao giờ ấy. Đầy đủ các bộ kích lốp, lốp còn nguyên, gầm bệ của nó bạn nhìn xem còn mới tinh, sáng quang, không hề mục mọt, không có dấu hiệu mục mọt. Đây, bạn nhìn vào trong nội thất con xe lần nữa. Xe mang một màu đen đỏ kết với nhau, xe rất là khỏe. Số tự động kiểu dáng rất thể thao. Mình vừa giới thiệu các bạn mẫu xe Kia Morning 208 số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Với bên mình đang bán với giá là 195 triệu đồng. Các bạn là có nhu cầu về con xe này hãy gọi điện trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0904 250 500 để được tư vấn thêm về con xe, hoặc có thể đến tại địa chỉ chợ ô tô miền Bắc trực tiếp để chạy thử con xe để cảm nhận nó. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Các bạn theo dõi kênh cảm thấy hay thì hãy đăng ký cho mình. Bạn nhớ xin chào và hẹn gặp lại.